Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, đeo khẩu trang, không sử dụng tiền mặt, thanh toán trực tuyến thông qua các dịch vụ online, đây là những hình ảnh có thể dễ dàng trông thấy trong những ngày gần đây. Trước thông tin virus corona có thể sống trên các bề mặt nhẵn thì tiền mặt đã tự khắc bị hạn chế và thay vào đó là các hình thức thanh toán trực tuyến tăng đột biến gấp 4 đến 5 lần so với trước đây. Vậy cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới đang gây nhiều biến động và khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Việt Nam. Để tự cứu lấy mình thì một số doanh nghiệp đã có những phương án thích ứng nhanh để giảm thiểu tổn thất. Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây để hiểu rõ hơn về điều này. Theo số liệu mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các chuyên gia đã đếm lượng vi khuẩn và cho kết quả trong 1 gram tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếm khí và 32.000 vi khuẩn gram âm. Bởi vậy, trong bối cảnh đại dịch SARS-CoV-2 đang bùng phát như hiện nay, dù chưa có trường hợp nào chứng minh việc lây nhiễm dịch bệnh qua đường giao dịch tiền mặt, song nguy cơ thực tế là có. Do đó, người dân cũng đề cao vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt hơn trước. Nếu mà mua hàng mà bắt buộc mà không thể mua qua banking ấy, thì mình mới mua ở ngoài thôi. Còn nếu mà kể cả vé máy bay hay là mọi cái liên quan tới mà có thể sử dụng banking thì mình sẽ sử dụng banking. Thì hầu như là bây giờ thì các phương thức thanh toán online rất là tiện. Nên là em cũng tùy thuộc vào những cái điểm mình đến ấy. Nếu mà mình rảnh rỗi thì cũng có thể qua trực tiếp văn phòng của các nơi mà mình tin tưởng để mình thanh toán. Hai là mình có thể là thanh toán trực tuyến. Bây giờ cái phương thức thanh toán trực tuyến rất là tiện và nhanh. Chủ nhà hàng bia này cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát, hoạt động kinh doanh đình trệ, đội ngũ nhân viên từ 12 người đã phải giảm xuống 7 người. Nhà hàng đã quyết định phải thay đổi phương án kinh doanh để tự cứu lấy mình. Mình sẽ có hướng thứ nhất là sẽ bán thêm cơ văn phòng buổi trưa để phục vụ các văn phòng ở trong khu vực. Thứ hai là mình sẽ giảm giá cho khách hoặc là có các chương trình khuyến mại cho khách. Mà một cái nữa là mình sẽ có cái chủ trương là sẽ bán hàng online nữa để ví dụ như khách mà ngại đi ra đường thì có thể gọi và nhà sẽ có người phục vụ và mang đến tận nơi. Sớm nắm bắt xu hướng công nghệ 4.0 nên doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường và không gặp hạn chế trong việc giao dịch không tiếp xúc. Trong thời gian này thì bên mình khuyến cáo khách hàng của mình nên thực hiện các giao dịch online và thanh toán online. Thì như thế thì khách hàng sẽ chủ động hơn từ địa điểm làm việc của khách hàng hoặc là nhà khách hàng. Có thể là mua vé hoặc là đặt dịch vụ visa, dịch vụ du lịch và thanh toán online luôn. Bên mình thì có rất là nhiều các hình thức thanh toán như là thanh toán qua cổng OnePay hay PayU hay là Internet Banking qua các thẻ thanh toán quốc tế thì rất là tiện lợi. Tư vấn thì bên mình có một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất là đông ấy, nên là mọi hoạt động tư vấn bọn mình đều làm trên qua online cả hoặc là gọi điện cho khách hàng rồi chat trực tiếp. Như vậy, sau khi nắm bắt được tình hình chung của các đơn vị kinh doanh, cũng như nhận biết được người dân đang chuyển đổi sang tiêu dùng không tiền mặt, kể từ ngày 25 tháng 2, 17 ngân hàng thương mại bắt đầu giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua NABAS cho các món giao dịch giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống. Đồng thời, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, sẽ có thêm một số ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng NABAS triển khai các chương trình miễn giảm phí dịch vụ, hạn chế người dân tiếp xúc với tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp, qua đó giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh online cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thưa quý vị, 17 trên 45 ngân hàng thương mại bắt đầu giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua NABAS cho các món giao dịch giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2020. Nhiều ngân hàng khác cũng đã tăng cường đẩy mạnh khuyến khích người dân thanh toán online thông qua các app, ứng dụng hiện đại, tiện ích nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, trong khi hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước lại chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt. Hơn nữa, việc này còn có thể gây chậm trễ và gián đoạn các giao dịch. Đây là một trong những ngân hàng đang hưởng ứng tích cực việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch. Đặc biệt là trong giai đoạn COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, người dân lo ngại đến chỗ đông người, cũng như hạn chế giao dịch bằng tiền mặt là một trong những vật dẫn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì thế, đại diện ngân hàng cho biết hiện tại phía ngân hàng cũng tăng cường khuyến khích khách hàng giao dịch online qua app trên điện thoại, thanh toán bằng thẻ để hạn chế việc phải đến chỗ đông người cũng như sử dụng nhiều tiền mặt. Và ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm, ứng dụng thanh toán hiện đại hóa, đơn giản hóa và an toàn đến cho người tiêu dùng. Thì Namabank chúng tôi cũng muốn khuyến khích khách hàng sử dụng các cái dịch vụ online. Ví dụ như
các cái giao dịch về chuyển tiền, các cái giao dịch về đáo hạn sổ tiết kiệm. Tại vì chúng tôi có cái dịch vụ tiết kiệm online thì khách hàng cũng có thể rằng là không cần nhất thiết phải ra ngoài các điểm giao dịch của ngân hàng mà có thể sử dụng các cái app online của Ngân hàng Nam Á để phục vụ trong cái nhu cầu về nhu cầu tài chính của khách hàng. Đồng thời nữa thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ đưa ra những cái sản phẩm ví dụ như là thanh toán thẻ tín dụng hoặc là sử dụng các cái QR code để mà khách hàng có thể sử dụng tiện dụng hơn trong cái thời gian sắp tới. Nắm bắt tình hình, nhiều ngân hàng cũng đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ khách hàng chuyển sang các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Một số ngân hàng liên tục cập nhật tính năng mới, ứng dụng mới để hỗ trợ tối đa các giao dịch cho người dùng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng có văn bản yêu cầu nhân viên giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử như Internet Banking, Offline Banking để kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán thẻ, gửi tiết kiệm mà không phải đến ngân hàng. Các cái sản phẩm dịch vụ trên không gian mạng của AB Bank như là Online Banking hay AB Bank Mobile của chúng tôi cũng được cập nhật. Cái tính năng của nó, thường xuyên cái tính năng, tăng cái tính năng của nó và đồng thời cũng làm tích hợp nhiều tiện ích hơn. Do đó là cho nên là ngân hàng chúng tôi rất là tự tin trong cái việc phục vụ nhu cầu của khách hàng trước cái tình huống mà xảy ra như thế này. Thì nay có một số giao dịch khách hàng không cần phải ra nữa. Khách hàng ví dụ như là khi mua bán giao dịch thì khách hàng có thể sử dụng qua cái kênh online. Khách hàng đến giờ, tức là thay vì trước đây khách hàng phải thanh toán đến thời kỳ ví dụ như là trả nợ hoặc là lấy lãi tiết kiệm thì nay khách hàng cũng hoàn toàn có thể sử dụng các cái công cụ về việc là yêu cầu có thể là từ qua call center hoặc là qua cái app của ngân hàng thì khách hàng có thể yêu cầu các cái dịch vụ đó và nhân viên của ngân hàng sẽ tự động liên lạc lại với khách hàng để xác nhận các cái giao dịch đó. Nhiều chuyên gia cho rằng dịch cúm Corona COVID-19 cũng có thể được xem là cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh thanh toán phi tiền mặt trong thời gian tới và cũng mở thêm cơ hội bứt phá cho các ngân hàng fintech hoạt động trong lĩnh vực này. Chắc chắn đây cũng sẽ là một cái dịp để mà các ngân hàng họ tung ra các cái sản phẩm giao dịch trực tuyến để hỗ trợ cho người dân tăng cường cái thói quen chuyển dần cái vấn đề giao dịch từ tiền mặt qua giao dịch trực tuyến. Và đây cũng chính là cái cơ hội để cho người dân họ tiếp cận những cái sản phẩm hiện đại của phía ngân hàng để làm sao đó mà cái giao dịch trực tuyến nó sẽ ngày càng phát triển, nó đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và nó hỗ trợ cho các ngân hàng trong cái vấn đề là phát triển cái hình thức giao dịch không dùng tiền mặt. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 ngân hàng gồm Techcombank, MB, Vietcapitalbank, VPBank, TPBank, OCB, BVcombank, SeaBank, CIMB và UOB áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống. 4 ngân hàng gồm BIDV, Kiên Long Bank, Sài Gòn Bank và Co-op Bank áp dụng mức thu phí tối đa 2.000 đồng mỗi giao dịch. Các ngân hàng khác đưa ra các chính sách khác nhau tùy thuộc đối tượng khách hàng và kênh giao dịch. Khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn là nỗi lo của nhiều người, tiếp xúc trực tiếp phải hạn chế ở nơi đông người, thì các dịch vụ mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng mạnh trong những ngày gần đây. Việc chuyển đổi hình thức thanh toán này trong bộ phận người tiêu dùng là tín hiệu tích cực khi mà thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế mà Việt Nam muốn đẩy mạnh. Mới đây, thì để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch online thay vì giao dịch bằng tiền mặt. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên VITV. Trước cái dịch bệnh corona đang lây lan hiện nay ấy, thì tôi rất là lo ngại khi mà đi ra đường hoặc là tiếp xúc với chỗ đông người. Thế nên mà nếu mà không có việc gì cần thiết phải nộp rút tiền ấy, thì tôi rất là hạn chế đến giao dịch. Hay giờ đó thì nếu mà có thanh toán cho bản thân á, thì tôi sẽ dùng cái AbiBank Mobile. Khi mà giao dịch online tại nhà đó thì nó sẽ tránh được va chạm với thứ nhất là mình không có đi ra đường, thứ hai đó là mình sẽ không có đụng chạm nhiều với tiền mặt.
cho nên là nó cũng đỡ cho mình không có gặp nhiều cái nguy hiểm trong cái dịch bệnh hôm nay. Sau Tết là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cho nên là tình hình của thị trường nói chung là đi xuống, rất nhiều ngành bị ảnh hưởng. Chính vì thế là trong thời gian vừa qua thì VNPay đã cùng phối hợp với các doanh nghiệp tung ra các cái gói giảm giá để kích cầu người dân để thanh toán trở lại. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các cái ngành như là mẹ và bé, siêu thị cũng như là thời trang. Đây là những cái ngành mà tần suất sử dụng của người dân rất là nhiều và hy vọng là sẽ kéo được người dân quay trở lại và có ảnh hưởng tốt đến thị trường. Với ứng dụng mobile banking của ngân hàng thì người dân có thể tiếp cận với các hình thức thanh toán, ví dụ như là thanh toán hóa đơn, đặt hàng, đặt phòng khách sạn hay là mua vé máy bay thì rất là thuận tiện tại bất kỳ đâu và thời điểm nào. Rất là thuận tiện trong mùa dịch Corona. Ngoài ra là với cái hình thức là thanh toán bằng VNPay QR thì người dân không phải tiếp xúc trực tiếp với người bán hàng. Vì vậy là giảm thiểu được nguy cơ lây lan do tiếp xúc trực tiếp qua tiền mặt. Cái việc mà dịch bệnh thì nó là sự không ai mong muốn, nhưng vấn đề tiêu dùng hay hoạt động thương mại ngày vẫn diễn ra. Thì như vậy là nếu như hiện nay ngân hàng đẩy mạnh cái thanh toán không tiền mặt thông qua rất nhiều hình thức khác nhau, ví dụ thông qua những ví điện tử hóa tiền nội địa hoặc là thông qua những thanh toán blockchain tiền điện tử, vì nhu cầu đi du lịch của thế giới hiện nay ngày càng cao, khách nước ngoài vào ngày càng nhiều, thì như vậy là việc thanh toán bằng tiền điện tử cũng rất là quan trọng, rất là tốt để giúp cho rất dễ dàng thanh toán mà không ảnh hưởng gì đến dịch bệnh. Nó lại mang tính kết là thuận tiện cho những người đi du lịch nước ngoài và Việt Nam. Chúng ta có thể một kênh thanh toán rất là hay là dùng chỉ cần qua một cái app ứng dụng điện thoại, người ta có thể thanh toán tiền ngay. Và như vậy rất an toàn, vừa bảo mật, mang tính là không lây lan bệnh dịch bệnh nữa. Chúng ta có thể thấy là từ chính phủ cũng như là các bộ ban ngành cũng xoay quanh ngành doanh nghiệp mà thực hiện có hoạt động về thương mại, thì rõ ràng là chúng ta cũng có thể khuyến cáo người dân là thanh toán trả bằng chuyển khoản, trả bằng thẻ, sử dụng internet banking, rằng là khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng tín dụng cũng như là các việc mà hoạt động thanh toán trực tuyến, do vậy để hạn chế cái việc mà sử dụng bằng tiền mặt. Tuy nhiên thì cái điều này cũng tương đối ở mức độ nào đó thôi. Rõ ràng là hiện nay cái thói quen người dân vẫn sử dụng chi trả cho những cái khoản mua sắm nhỏ, các tiểu thương, do vậy thì cái việc sử dụng thanh toán bằng thẻ hoặc thanh toán trực tuyến vẫn chưa thực sự phổ biến. Do vậy thì chúng ta cũng chưa thực sự hạn chế mạnh được cái việc mà sử dụng bằng tiền mặt trong giai đoạn hiện tại. Đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.